Sáng nào, ba má tôi cũng cùng nhau đi tản bộ trong công viên dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ít ai biết, để có được tháng ngày hạnh phúc về già này, ba má tôi đã trải qua bao nhiêu năm sống xa nhau. Tôi hạnh phúc không có gì bằng hết. Cha, hai ông bà tay trong tay tình cảm quá ha. Ganh tị thiệt. Nắm tay cho chắc đi, ai nói gì thì kệ người ta, lỡ giúp té mệt đó. Khi ba tôi đi chiến đấu, má tôi ở nhà là hậu phương vững chắc, bền bỉ chờ chồng. Sau hơn 30 năm, ông tướng về hưu mới có được tháng ngày nhàn hạ bên người vợ tần tảo cùng con cháu. Tôi nói để tôi nấu cho mà. Cháo ngon đây, cháo ngon đây. Ông vô bếp á, tôi thấy nó sao sao á. Sao sao là sao sao. Ai ngờ tướng tá mà vô bếp. Tướng tá gì không biết nữa. Hồi xưa bà nấu cháo cho con tôi, rồi cái nấu cháo cho ba má tôi. Bây giờ tôi nấu cho bà ăn đến hết đời cũng không đủ bù đắp được á. Mà tiếc là hồi đó tôi với ông không có được sống bên nhau. Giờ nghĩ lại tôi cũng tủi thân lắm chứ. Tủi cái gì mà tủi. Bây giờ tôi bù đắp cho bà đi nè. Thiệt ra khi già mới cần có bầu bạn ở bên nhau. Có người sớm hôm ở bên nhau mới an ủi được cái tuổi già. Ông á, già rồi mà còn tình tứ cái gì nữa. Mắc cười ông quá. Múc cháo ăn nè. Ăn đi. Bạn bè tôi á, có người bằng tuổi mình mà giờ này hả, thui thủi một mình đó. Tội lắm, bà biết không? Nhưng mà sao tự nhiên ông nói về chuyện này? Nhắc để nhớ. Mình còn bên nhau là may mắn hơn biết bao nhiêu người. Thôi, bà thích cháo nhừ đúng không? Bữa nay tôi nấu nhừ lắm, ăn coi vừa miệng không? Sao? Công nhận ông nấu cháo thiệt là khéo đó. Nhớ ngày trước, mỗi lần tôi nấu cháo đều bị bà nội của tôi nhỏ chê, nói là cháo nghe mùi khét. Là tại vì hả, không có khuấy đều tay. Với lại tôi nhớ là lúc đó bà một lúc đó làm rất là nhiều việc, rất là nhiều việc, chứ đâu phải lo có mỗi nồi cháo không. Cho nên nó bị khét là chuyện bình thường. Cũng may là còn có ông hiểu được tôi đó. Không hiểu sao tôi với bà sống với nhau cho tới giờ phút này. Thôi ăn đi. Ông cũng ăn đi, cháo ngon ghê. Hồi trẻ má tôi đẹp nhất xóm, thanh niên trai tráng theo nhiều, nhưng bà lại ưng ba. Một người chọn quân nghiệp suốt năm dài tháng ngắn xa nhà. Bà là người thông minh, lại chịu thương chịu khó, nhưng cũng khá bướng, nên lúc nào ba tôi cũng là người nhường nhịn. Cho nên hầu như bà chưa bao giờ cãi giả to tiếng với ông. Ông hay nói đùa, thua ai mới sợ, chớ thua vợ là đương nhiên. Anh cứ về rồi đi. Có chồng bộ đội, em chấp nhận hy sinh. Để sau này có già, mình hôn sớm có nhau. Lúc đó, anh không được chết trước em nha. Em đã sống thiếu anh nhiều rồi. Sau này, em không muốn sống cô đơn một mình nữa. Anh hứa, anh sẽ trở về để sống trọn đời với em. Anh nhớ.
nha. Anh đi nha. Giữ lời hứa má, bà đã trở về và hết sức yêu thương chăm sóc bà. Con lộ này yên bình quá hả bà? Nhớ hồi đó ông chở tôi bằng chiếc xe đạp cà xịt cà tàng đó. Lộ đá đỏ bụi bay mù trời. Đúng rồi, mới đó mà già hết ráo. Có con lộ là trẻ ra ông ha. Người ta làm lộ trẻ vậy mới có dịp tôi chở bà đi hóng gió. Hai ông bà già đi hóng gió. Anh muốn tình mình mãi có đôi, dù cho tóc bạc với da màu, tình già càng lúc càng thêm trẻ, bù đắp ngày xưa đứa ở một nơi. Chàng ơi, lần đầu tiên tôi nghe ông đọc thơ hay quá. Thương bà cái gì tôi cũng làm được hết. Ông. Đột nhiên bữa nay mẹ tỉnh dậy thấy có một mình trên giường. Đây là lần đầu ba làm như vậy. Nay sao hai ông bà đi riêng lẻ vậy? Có giận hờn gì không? Dạ đâu có giận gì đâu chị. Trời ơi, tôi thấy ông đi tập có một mình à, mặc quần hiu vậy đó, ngồi băng ghế đá đằng kia kìa. Ông. Ủa, bà đi kiếm tôi hả? Sao ông đi có mình ên vậy? Thấy bà ngủ ngon quá tôi không nỡ kêu. Nhà chỉ có hai người à, sáng thì ông cứ kêu tôi dậy đi. Tôi không có quen sáng thức dậy mà không có ông đâu. Không ấy, mình đi ăn bánh cuốn bà ba nghe. Cả tháng rồi không ăn, nay tôi thấy thèm quá. Tôi cũng vậy nữa. Thôi mình đi ông. Chào cô chú. Lâu quá cô chú không ghé quán con. Ủa má đâu, sao con bán mình vậy? Má con nghỉ bán luôn rồi. Hả? Sao vậy? Dạ má của con nghỉ nhà chăm ba con. Ba con không được khỏe, bác sĩ nói ba con không có qua khỏi. Má con buồn dữ lắm. Thiệt đau khổ. Thì thôi con về. Con nhắn với má là cố lên nha. Rồi vài bữa nữa cô chú ghé thăm ba má con nghe con. Dạ con cảm ơn cô chú. Con sẽ nói lại với ba má. Cô được chú rồi, ngồi đi. Làm cho cô chú hai phần nha. Dạ. Ông coi vô ngồi bàn đi, tôi đi rót nước. Trời ơi cháu. Trời ơi, trào hết trơn mà ông cũng không biết nữa. Để tôi không sao. Ông, sao bữa nay ông sao vậy? Nấu cháo trào mà cũng không hay nữa là sao? Thì có gì đâu. Nãy giờ cái đứng nhớ mấy ông bạn già chung đơn vị. Tôi thấy hồi đó anh vợ tôi sống với mấy ông còn nhiều hơn tôi sống với bà nữa. Có đúng là ông đang nghĩ tới mấy ổng không? Nghĩ sao nói vậy chứ tôi xí gạt bàn chi. Ông á nghe, dạo này sao tôi thấy ông hay suy nghĩ đâu đâu không à, thấy sao sao á. Sao sao bà sao cứ tưởng tượng không à. Ông à, hay là ông cứ đi khám tổng quát đi. Thì mới đi với bà bữa hổm đây. Nhưng mà tôi không có yên tâm đâu. Ông đi khám lại đi. Có nhiều đó à. Khám tới khám lui, khám tới khám lui. Ở nhà với bà không sướng hơn hả? Ông à. Ông không giấu tôi chuyện gì hết, đúng không? Trời, tôi có cái gì để tôi giấu bà đâu. Mà trời ơi, tự nhiên sao bữa nay bà hạch sách tôi dữ vậy? Bà có biết là tôi thương bà nhất trong cuộc đời của tôi không? Tôi làm cái gì cũng vì bà hết, bà có biết không? Tôi cũng vậy. Cả đời này
tôi cũng chỉ sống vì ông mà thôi. Ông có hiểu không? Rồi tất cả các buổi sáng sau nữa, ba tôi vẫn không đến thức má tôi. Sáng nào tỉnh dậy, bà cũng thấy có một mình. Người ta không còn thấy hình ảnh hai vợ chồng già dắt tay nhau đi dạo nữa. Chỉ còn mình bà đi vào mỗi sáng với gương mặt buồn bã, cô đơn. Ông ăn cháo với tôi nghe ông. Tôi cố tình để già lửa. Ông nghe mùi cháo khác tôi nấu, có đúng không? Một năm sau khi ba mất, má cũng theo ông. Khi dọn dẹp đồ đạc của ba má, tôi mới phát hiện lá thơ ông viết cho bà bằng nét chữ run run nhòe ướt. Tôi không biết thơ nhòe vì nước mắt của ông khi viết hay của bà mỗi lần đọc. Bà ơi, tôi muốn được sống lâu hơn bà để có thể nấu cháo cho bà mỗi sáng, để bà không phải một mình những năm tuổi già. Tôi muốn bù đắp cho bà, nhưng ông trời không chiều lòng người rồi. Tôi biết nếu đột ngột một sáng nào đó bà thức dậy và không còn thấy tôi bên cạnh bà sẽ không chịu nổi đâu. Khi tôi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, tôi đã hết sức lo lắng vì tôi đã thất hứa với bà. Sáng nào tôi cũng thức trước bà rồi để bà một mình. Tôi muốn bà quen cảm giác ấy, để sau này khi tôi đi rồi, bà không quá hụt hẫng. Không biết giờ bà đã quen chưa, nhưng dù sao khi thức dậy một sáng nào đó không có tôi bên cạnh, bà cũng đừng có khóc nghe. Tôi thương bà.